Bữa nay quay clip bữa tối nha anh em. Cây này là một cây NFT 3 khúc 3 mét, hai đọt luôn mọi người ha. Nội địa Nhật nha anh em. Cây này sẽ phù hợp anh em câu câu bè, câu ghe biển. Còn nếu mà khả năng quăng ném thì do cây này là khoen rồng rọc, cho nên là nếu mà quăng ném thì nó cũng khá hạn chế nha anh em. Nếu mà hồ nhỏ nhỏ tầm cỡ 20-30 mét thì anh em mới nên quăng ném thôi. Còn nếu mà mình nghĩ hợp nhất là chỉ có là câu bè sông, bè biển. Đấy, phù hợp nhất là anh em đi mại cá, cá cha, cá dù đếm, cá chê sông, hoặc là câu cá mú, cá nhồng, nói chung là các loại cá thuộc loại khủng long mọi người nhé. Thì nên sử dụng cây này. Cây này là một cây NFT, ngoại hình cũng khá đẹp mọi người nha. Ngoài một số dấu chạy xước nhỏ thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em về bát máy ha. Bát máy thì là bát inox nha, hai khóa nè, khóa chính nè, khóa phụ lắc kê nè, cực kỳ chắc chắn luôn. Nói chung là tính cứ mình cứ tính là nó có chạy xước nha anh em, có chạy những dấu chạy xước nha, dấu chạy chạy sơn rồi này nọ. Tổng quan thì mình thấy là ok, đẹp. Hai ngọn nó hai độ cứng mọi người ha. Đây là khúc thứ hai. Trên mỗi cái bịch đầu lóng cũng có đóng chữ logo của NFT luôn. Nó là một cây cần làm nhìn rất là chỉnh chu mọi người. Đây khoen đề 3. Khoen đề 3 thì khi anh em xỏ dây thì chúng ta xỏ qua lỗ này rồi tới cái khe này, qua giữa hai sợi, qua giữa hai cái rồng rọc này mọi người ha. Nói chung là đây là một cái dạng khoen rồng rọc, cho nên là nó thiết kế gọi là tránh ma sát tối đa từ dây vào khoen luôn, cho nên là tại vì nó vốn dĩ là thiết kế dùng để câu cá khủng mà, cho nên là nó tránh tối đa cái sự ma sát của mọi người. Đối với những khoen cần thông thường thì ưu điểm của khoen cần thông thường nó sẽ đẹp hơn, khả năng quăng ném tầm xa tốt hơn. Tuy nhiên thì dù là loại sứ tốt nhất là sứ tộc rai hay là xích thì nó vẫn có một sự ma sát, đúng không mọi người? Ma sát nghỉ mà, ma sát trượt. Còn khoen rồng rọc thì nó sẽ chuyển cái sự ma sát thành ma sát lăn, thì ma sát lăn nó sẽ nhỏ hơn đáng kể so với những cái ma sát thông thường mọi người ha. Đây là cái đọt có độ cứng lớn hơn. Đây là cái đọt ngọn màu vàng, thì đây cũng có logo NFT mọi người ha, phíp đỏ vàng khoen rồng rọc. Đây là ngọn đặt nha anh em, đoạn này đoạn màu vàng là ngọn đặt tháp Long Phụng vào trong đoạn này. Đấy, ngọn này khá là cứng mọi người nha. Nói chung là mình nghĩ là cứng khủng khiếp lắm. Anh em đi câu mà địa hình nước chảy cỡ nào, anh em muốn tải chì bao nhiêu cây này nó cũng chịu nổi hết á. 500-700 gram chì luôn nó cũng chịu được nữa, khủng khiếp lắm. Còn nếu anh em muốn câu cảm giác nó mềm hơn thì đây là cái ngọn trắng. Cái ngọn trắng thì nó cũng đặc khúc màu trắng mọi người ha. Nó tháp Long Phụng vào trong dưới đây thì nó sẽ mảnh hơn cái ngọn vàng, sẽ có độ mềm hơn. Đấy, nó mềm là mềm gọi là so với cái ngọn này thôi, chứ thật ra mà so với cần câu thông thường thì nó cũng cứng lắm. Thật ra thì mình hơi tiếc nó là bộ khoen đồng rọc thì nó hơi dị một chút thôi, đúng không mọi người? Nó hơi dị một chút thôi. Nếu mà anh em sổ dây á, thì anh em sổ qua cái lỗ dưới này, sổ dài lên tới đây. Đấy, rồi đầu bu để chúng ta sổ qua cái lỗ này, lỗ trên này đó, trên này lên trên rồng rọc đi xuống. Đấy thì nó có thể là câu được cả máy đứng lẫn máy ngang biển. Máy ngang biển thì anh em xỏ ngược lại nha. Nếu máy đứng thì chúng ta xỏ cái khe này, còn máy ngang khi mà lật cây cần lên chúng ta xỏ khe ở trên mọi người nha. Thì gọi là khoen rồng rọc thì nó sẽ hơi dị một chút xíu thôi, nhưng mà vốn dĩ nó là một cây cần được thiết kế để câu hàng nặng, cho nên là nó phải như vậy thôi. Nó sẽ không sử dụng cái dạng khoen sứ thông thường để tránh tối đa cái sự ma sát. Đấy, cho nên cây này thì về giá thành thì cũng rẻ thôi anh em ha. 750 là mình bao ship cho anh em tận nhà nha. Rất là phù hợp anh em gọi là cần thủ chuyên nghiệp lâu năm, chỉ xác định là đi câu cá hàng siêu khủng. Đấy, hoặc là tầm cỡ 5-10 kg nhưng mà chúng ta nại một cách thoải mái hết sức có thể, tức là ép gọi là không cho chạy đi đâu hết. Đó là đối tượng phù hợp thứ nhất. Còn phù hợp thứ hai đó là anh em mới tập câu. Tại sao mình lại nghe nói là phù hợp với anh em mới tập câu, là tại vì những anh em mới tập câu thì thường thường chúng ta hay tìm một cây cần mà gọi là nó siêu khỏe để chúng ta có ép cá một cách siêu ẩu, nó cũng khó gãy đó. Thì đây là cái đối tượng mà mình nghĩ nó sẽ phù hợp với anh em. Còn nếu mà gọi là anh em mới tập câu mà chúng ta câu cần câu thì những cây cần mà dạng bình thường á, thông dụng, thì cây nào nó cũng có một cái mức độ chịu tải
tốt lắm thôi thì nó cũng rơi vào khoảng là 10 kg, là gọi là nó cũng bắt đầu nguy hiểm rồi ấy. Cho nên là nếu anh em mới tập câu thì đây cũng là một cái lựa chọn khá là hay cho anh em. Tuy nhiên anh em lưu ý là cây này nó sẽ không phù hợp anh em quăng ném đâu mọi người nha. Tính mình là vậy, buôn bán cái gì thì cũng nói rõ cái công dụng của nó. Nó chỉ phù hợp anh em đi câu bè đó, bè sông hoặc bè biển ấy, hoặc là câu những cái hồ nó nhỏ nhỏ thôi, chúng ta có thể thảy xuống một cách gần gần thôi, chứ mà kêu quăng ném tầm xa thì cây này là không được thiết kế để làm chuyện đó anh em ha. Đấy, nó chỉ có một nhược điểm như vậy thôi. Còn về tổng quan thì mình thấy đây là một cây khá đẹp, hai ngọn hai độ cứng và rất là trâu, để cho anh em ép những con cá khủng rồi là một cách thẳng tay luôn. Rồi, cảm ơn anh em luôn yêu thương ủng hộ mình nha.